Xin chào anh em, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình làm cái video nói về cái chức năng, cái thông minh và cái những cái mà nào mà hay nhất trên cái điện thoại Apple, không thua gì những cái Apple ABS này, không thua gì Redmi 2 Pro hết. Redmi 2, Redmi 2 Pro, rồi Apple F7, F9. Nói chung là bộ ABS này nó tích tụ được những cái hay ho, những cái bá đạo của mấy dòng máy đó hết. Thì bây giờ mình trước tiên là mình cài mở khóa bằng khuôn mặt đó, thì mình vừa đưa cái mặt mình vô là nó mở liền luôn, các bạn thấy không, rất là lẹ. Bây giờ mình né khuôn mặt mình ra đi, mở lên đây, không mở nè. Bây giờ mình tắt đi, mình đưa ngay mặt mình, mở liền luôn. Nói chung cũng lẹ lắm, tại vì dướng cái camera thôi chứ nó không, nó mở. Đôi khi mình bấm nguồn lên nó mở mà mình không thấy được cái hình nền khoa, cái ảnh mà của màn hình khóa luôn, nhanh đến cỡ đó. Thì bây giờ mình vô những cái chức năng của nó nha. Thì đây nè các bạn, cái nút này nè các bạn, đây nè, cái là bóng trợ lý nè, phải không? Ai xài Apple ABS hay là các loại tương tự thì sẽ có nút bóng trợ lý này. Và nút bóng trợ lý này nó có rất là nhiều cái để mình cài đặt. Thì ở đây mình cài đặt cho nút bóng trợ lý này là những cái này. Bây giờ mình vô tin nhắn đi. Rồi vô tin nhắn đi. Mình vào cái phần này đi. Thì bây giờ mình nút bóng trợ lý này là mình xài, khi mà mình xài một tay đó các bạn, mình cài đặt cho nó là nút bắt. Bấm vô một lần là nó sẽ thoát ra, nó thay thế nút bắt cho mình. Và bấm kìm luôn đó, thì nó sẽ là chụp ảnh màn hình. Bấm hai lần nó sẽ ra cái thông báo, còn bấm một lần thì nó sẽ thoát. Để mình xài một tay rất là tiện các bạn, không cần phải vuốt lên đâu. Khi mà vuốt lên cái này mình cũng vẫn mặc định đây là vuốt lên là thoát ra. Nhưng mà thường thì mình xài một tay á, cái nút bóng trợ lý này nè là mình cài đặt cho nó như vậy, rất là tiện lợi luôn nha. Mình thấy ít người cài cái nút bóng trợ lý này là bằng những cái thao tác đó lắm. Thường là chụp ảnh màn hình bằng ba ngón tay thì cũng phải dùng hai tay, còn đây mình chỉ cần kèm luôn là nó sẽ chụp hình thôi, nó rất là tiện. Đó, bây giờ mình vô cái phần thuận tiện thông minh đi. Cử chỉ đây nè các bạn, nó có cái phần nè, nhấc lên để bật màn hình đó. Cái điện thoại các bạn đang khóa ở đây, bây giờ mình bật nó lên nha. Bật nó lên rồi bây giờ mình tắt màn hình đi, mình để xuống đây đi. Mình chỉ cần cầm cái máy lên, cầm đây cho nó không ai thấy, họ đừng có đụng chúng nút nguồn nha. Tức là bây giờ mình cầm cái máy lên thôi. Ủa sao lại không được, nhấc lên để bật màn hình đó. Mình không có đụng chúng cái nút nguồn nha. Bây giờ mình tắt đi, mình để đây mình tắt đi, chắc nó mặc định nha, nó cài hơi lâu một chút. Bây giờ mình nhấc máy lên đó, nó sẽ tự mở màn hình lên nha các bạn, không cần mình phải bấm tới nút nguồn luôn. Cái này mình chưa cài lần nào luôn, hôm nay chắc mình phải cài nó thôi. Thì bây giờ mình tắt đèn đi, bây giờ mình để đây lại đi, mình nhấc nó lên
đó, nó sẽ tự mở màn hình mà nó nhìn thấy mình thì nó sẽ tự mở khóa luôn. Đó là cái thứ hai. Và cuộc gọi thông minh này các bạn. Đây nè, nó có cái phần này nè các bạn, tự động trả lời khi bạn đặt cái điện thoại gần cái lỗ tai mình á. Ủa mình mở lên rồi hả ta? Thì bây giờ mình chỉ cần tích vào đây một cái thì có cuộc điện thoại mình đang ở đây đi, có cuộc gọi đến, mình cầm lên mình đặt thẳng vào lỗ tai luôn, không cần bấm ok gì hết. Nhưng mình đang ngủ mình không có cần phải mở mắt ra để bấm ok gì hết, mình chỉ cần cầm nó mình đặt thẳng vào lỗ tai mình luôn thì lúc đó nó sẽ tích ok cho mình. Cái cảm biến về camera khi mà nó nhận diện gần sát lỗ tai nó sẽ bấm ok cho mình luôn, nó sẽ mở ok. Đó là cái thông minh của cái cuộc gọi nè, của cái cuộc gọi thông minh đây. Cái thứ hai là chuyển sang loa ngoài nè, khi có cuộc gọi đến, khi mà nếu mà mình tích lên á thì mỗi cuộc gọi đến á nó sẽ mở loa ngoài cho mình hết luôn. Cái này khi mặc định thì với những người không xài tai nghe chạy xe ngoài đường nhiều thì mới mặc định những cái này thôi. Lực để tắt tiếng cuộc gọi đến nè các bạn. Khi mà các bạn đang ngủ đi, các bạn để ra cái điện thoại như thế này, có cuộc gọi đến, các bạn không có cần bấm tắt hay là không cần bấm nút nút giảm âm lượng gì hết, các bạn chỉ cần lật cái điện thoại úp xuống là nó sẽ tắt âm lượng liền. Đó là cái phần của cuộc gọi thông minh. Đây là cái cử chỉ khi màn hình tắt nè. Bây giờ mình tắt đèn màn hình đi. Mình mặc định cho cái điện thoại mình nó như thế này nè. Tại vì mình có dán cường lực các bạn. Cái lại tay mình có mồ hôi á, đôi khi có lúc ăn lúc không. Mình mặc định cho cái điện thoại này là mình trượt lên. Đó. Nó sẽ mở đèn màn hình lên. Và mình sẽ mở khóa. Không cần bấm nút nguồn hay là không cần gõ đúp. Bây giờ mình tắt đi. Cái mặc định thứ hai của mình á, mình không nhớ là trượt ngang, bây giờ trượt xuống là đi thẳng vô Zalo luôn. Đó. Cái thứ ba mình trượt ngang là nó sẽ đi vào cuộc gọi cho mình luôn. Đó, mình mặc định khi mình trượt ngang qua phải này các bạn là sẽ gọi đến số của mẹ mình. Thì khi mình vừa trượt ngang qua nó mở mở màn hình lên thì nó sẽ không cần phải hiện ra những cái số của cuộc gọi hay là không cần phải hiện ra cái gì hết, nó chỉ hiện ra là mình chọn sim nào để gọi thôi. Thì bây giờ mình bấm sim nào cũng gọi cho số của mẹ mình hết. Tại vì mình mặc định là khi mình trượt qua phải á là nó sẽ mở vô cuộc gọi của vô số của mẹ mình rồi. Nó hay ở chỗ đó đó các bạn. Thì bây giờ mình trượt lên mở màn hình, mình trượt ngang qua là sẽ gọi vào số của mẹ mình đó, mình trượt xuống là đi thẳng vào Zalo luôn. Rồi cái hay tiếp theo cũng cử chỉ. Đây là mấy cái này là thường rồi, vẽ chữ M, chữ W rồi để mở khóa, mở đồ này kia mình không nói. Đây là những cái mình vừa nói là trượt màn hình để vào nhanh các ứng dụng, thì cái đó là rất là tiện nha các bạn. Đây là mình cũng mặc định là gõ đúp vô là sẽ mở màn hình, gõ đúp vô hai cái là nó sẽ mở vô cái đèn màn hình lên. Còn cái thao tác khác là
Khi mà mình đặt ba ngón tay ở đây nè các bạn, mình trượt lên là nó sẽ chia đôi màn hình của mình ra. Đây thì ở trên này cũng vẫn là phần cài đặt, ở dưới này thì mình sẽ chọn cái mục ứng dụng nào đó mình cần xài. Bây giờ mình đang coi YouTube đi, mình vẫn coi bình thường. Ở dưới đây mình vẫn có thể là nhắn tin Zalo, tin nhắn, hoặc là mình làm cái công việc khác, đó là để chia đôi màn hình. Tiếp theo là điều hướng. Thì điều hướng là những cái chọn chuột lên, chuột ba góc này, bên đây, ở giữa và bên đây, để mình chọn cái thao tác là thoát ra hay vào đa nhiệm hay về màn hình chính. Cái đó thì bình thường rồi, không nói. Còn khi mình quay ngang điện thoại ra qua như vậy để mình vào một cái ứng dụng khác đi. Bây giờ mình vào YouTube đi, khi mình đang xem YouTube đi, mình quay ngang màn hình ra như vậy. Khi mình đang xem YouTube nha các bạn, thì ở bên đây nó sẽ có hiện lên một cái thanh, nó sẽ mặc định cho mình là ở đây là có ảnh chụp màn hình nè, quay phim nè, và trên đây là có cái phần tin nhắn. Mình tích vào phần tin nhắn đó, mình mở bằng khóa bằng khuôn mặt mình lên, xong mình sẽ vừa nhắn tin vừa xem phim bình thường nha các bạn. Nó sẽ hỗ trợ cho mình thì về cái phần này nữa. Đây, bên đây thì mình vẫn chọn phim, mình vẫn xem phim bình thường. Còn bên đây đó, thì mình vẫn nhắn tin. Đó, đây là những cái hay của Oppo A3s với một cái máy mà giá tiền rất gọi là rất là mềm luôn, mà nó có đầy đủ hết những cái máy mà mắc tiền có. Thì cái giá này thì nói về những bạn học sinh, sinh viên hay là nói chung là rất là mềm, để cho mình rất là thoải mái để lựa chọn luôn. Thì mình hôm nay mình chỉ nói sơ đến về những cái thông minh, những cái tiện lợi của nó. Còn rất là nhiều, nhưng mà mình sợ không đủ thời gian, mình sẽ làm ở cái clip khác. Thì đây mình cũng chia sẻ những cái mà nó cần thiết nhất. Đây là một sự lựa chọn cũng nói chung là rất là ok cho các bạn muốn một số tiền vừa phải, nhưng mà có một cái máy đầy đủ chức năng để mình sử dụng trong cuộc sống của mình hàng ngày. Thì Oppo A3s hoặc là Realme C2 thì giá nó cao rồi không nói. Realme cũng giống như Oppo vậy, nhưng mà bây giờ cái giá tiền mà như lúc đầu thì không có đâu. Bây giờ Realme C2 thì nói chung là nó chỉ có RAM hơn, bộ nhớ trong hơn thôi, chứ còn mình theo như mình tìm hiểu thì về phần cài đặt của nó giống nhau hết. Chỉ khác có một cái là nó không có mở khóa bằng vân tay thôi, cái này không có mở khóa bằng vân tay thôi. Oppo A3s là sự lựa chọn nói chung là tối ưu nhất cho những người nói chung là muốn một số tiền, có một số tiền rất là mềm mà muốn một cái máy tối thiểu là phải như vậy. Thì Oppo A3s là một cái sự lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video clip tiếp theo. Mình sẽ làm ra những cái nào hay nhất nữa, ngắn gọn hơn. Cảm ơn các bạn.